Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn Tập 14 của Bộ truyện Kiếm Hiệp Tuyệt Mệnh Trường Tác giả Trần Thanh Vân Qua dòng đọc của MC Huy Tấn Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 14 của bộ truyện. Kim xà phu nhân gật đầu. Người hãy nói đi, nếu hợp lý thì lão thần nhất định chấp thuận Phấn diện Kim càng cười, chỉ cần phu nhân cho phép lão ô đấu với nhau vài chiều với lệnh đổ. Kim xà phu nhân cười gằn, người với ý định gì? Muốn giết chết y để cho lão thân không thu nhận được đồ đệ hay sao? Phấn diện Kim càng cười, phu nhân nghĩ xả quá, có phu nhân bên cạnh, lão ô làm sao có thể giết được y? và lại lão ồ chưa hẳn đã là đối thủ của y kia mà. Kim xà phu nhân thoáng ngẩn người. Cũng được, hai người hãy giao đấu đi. Đinh Tiểu Nam lặng thình, bởi đó chính là mục đích mà chàng muốn đạt được. Chính tay hạ sát phấn diện kim càng để mà phục thủ. Thế là chẳng nói chẳng rằng hai người bắt đầu xuất chiều ra đấu. Kim xà phu nhân đứng bàng quan, nhưng ngầm ngừng thần giới bị, sẵn sàng ra tay can thiệp. Đinh Tiểu Nam và Phấn Diện Kim Cang hết thấy đầu giờ hết sở học bình sinh, nên chấp nhoáng đã qua 7-8 chiều. Đột nhiên, Kim xà phu nhân quát lớn, dừng tay. Phấn Diện Kim Cang tức khắc thoái lùi. Đinh Tiểu Nam lòng quyết giết kẻ thù, liền lao người đuổi theo, xong đã bị Kim xà phu nhân nhanh nhẹn lướt tới cản lại. Phấn diện Kim càng cười hồ hố, đoàn lớn tiếng nói. Giờ thì phu nhân có thể nói chuyện với y được rồi. Nói xong, lập tức phi thần phóng vọt đi. Đinh Tiểu Nam hét lớn. Lão mà, trốn đầu cho khỏi. Xoay người lại toàn đuổi theo, xong bị Kim xà phu nhân chặn lại. Đinh Tiểu Nam nóng ruột. Phu nhân đã biết tại hạ có mối thù sâu với y Tại sao lại cứ ngăn cản tại hạ không cho đuổi theo y, quyết chiến một phen sống máy. Kim Xà phu nhân sầm mặt. Y không trốn thoát khỏi đầu dù y trốn tận chân trời góc bể thì lão thần cũng có thể tóm cổ y được. Nhưng trước hết, lão thần cần hỏi rõ người điều này. Đinh Tiểu Nam cho mày. Phu nhân cần gì thì cứ hỏi đi. Kim Xà phu nhân nghiêm giọng vì sao võ công của người lại vượt ra khỏi phạm vi trước đây Đinh Tiểu Nam trao mày Tại hạ không hiểu ý của phu nhân Kim xà phu nhân đanh mặt lạnh lùng Thôi được Để lão thân nói rõ hơn Ngươi làng vàng lên vọng hải phòng Chẳng phải ngươi đã bảo Là ông ta không hề nói với người ư? Ừ? Đinh Tiểu Nam bất giác đỏ mặt ấp úng Việc này Việc này Kim Xà phu nhân mặt lại càng nghiêm lạnh hơn. Giờ thì người không còn gạt được lão thần được nữa đâu. Đinh Tiểu Nam cuối cùng đành phải thở dài. đó là vì Độc Cô tuyển Bối không cho tài hạ nói ra sự thật. Kim Xà phu nhân giật mình. Người đã biết ông ta là Độc Cô khách rồi ư? Đinh Tiểu Nam cười gượng. Thì chính ông ấy đã nói với tại hạ mà. Kim Sa phu nhân kích động Ngoài ra Ông ấy còn nói gì nữa chăng Đinh Tiểu Nam lưỡng lự Phu nhân hỏi như vậy Tại hạ thực là không tiện trả lời Kim Sa phu nhân gay gắt Không hề gì Bất luận ông ta đã nói gì Người cũng có thể cho ta biết Nhưng nếu người giấu giếm điều gì Ta cũng sẽ không buông tha cho người đâu Đinh Tiểu Nam trao mày nếu như mà phu nhân đã hỏi như vậy Tài hạ xin thẳng thắn nói giả Kim xà phu nhân lớn tiếng Chính lão thần muốn người nói đúng sự thật Đinh tiểu nam gượng cười Thôi được Đầu cô tiền bối nói là Kim xà phu nhân nôn nóng Ông ta nói sao Ông ấy hết sức nhớ phu nhân Có điều vì phu nhân không chịu đi theo con đường chính nghĩa nên ông ấy không muốn gặp phu nhân nữa. Kim xà phu nhân không bận tâm đến những lời sau của Đinh Tiểu Nam, chỉ hỏi vặn. Ông ta bảo là rất nhớ lão thân nữ. Đinh Tiểu Nam nghiêm chỉnh, Lời nói của tài hạ hoàn toàn là đúng sự thật. Kim xà phu nhân xúc động. Lão thân biết ông ấy không bao giờ quên được lão thần. Ông ấy với ta hắn còn chút tình nghĩa ông ấy có nói về mối quan hệ giữa lão thân và ông ấy không? Đinh Tiểu Nam gật đầu. Ông ấy quả là có nói, nhưng tại hạ sẽ giữ bí mật trọn đời cho phu nhân, không bao giờ tiết lộ. Kim xà phu nhân cười khẳng khạc. Không cần phải giữ bí mật, lão thân bất chấp. Lão thân là tịnh phụ của ông ấy, chẳng có gì đáng nhục cả. Đinh Tiểu Nam ngẩn người, phu nhân chớ quá kích động. Theo như lời ông ấy nói, hy vọng phu nhân hãy cải tà quy chính, không nên vọng đồ tranh báo võ lầm. Hãy an phận thủ thường, có thể đầu cô tiền bối sẽ đích thân đến thăm phu nhân. Đó nguyên là do Đinh Tiểu Nam định thừa cơ khuyên nhủ, chứ thực ra đầu cô khách không hề nói như vậy. Kim xà phu nhân lắc đầu buông tiếng thở dài. Vô ích, không ai ngăn cản được việc làm của lão thân cả dẫu ông ấy có mặt tại đây cũng chẳng thể nào thuyết phục được lão thần. Đinh Tiểu Nam, người hãy từ bỏ ý định đó đi. Ngừng giây lát, lại nói. Điều khiến lão thần lấy làm lạ là vì sao ông ấy lại hữu duyên với người như vậy. Đinh Tiểu Nam cho mày. Điều ấy thì rất là khó nói. Chính tại Hạ cũng hết sức là lấy làm lạ. Bởi ông ấy tính tình lạnh nhạt, rất khó hòa hợp với mọi người. Kim xà phu nhân gật đầu Lão thân lấy làm lạ Chính là điểm ấy Đoàn đào tròn mắt hỏi lại Ông ấy đã truyền cho người bao nhiêu võ công Đinh tiểu nam buồn miệng Toàn bộ Kim xà phu nhân sửng sốt Có thật như vậy chăng Đinh tiểu nam thành thật Ông ấy chỉ truyền cho tài hạ toàn bộ khẩu quyết võ công mà thôi Trong nhất thời tại hạ cũng khó mà thì thố được. Kim xà phu nhân thở phào. Đó chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Người biết lão thân đã học được ở ông ấy bao nhiêu võ công không? Đinh Tiểu Nam gật đầu. Một phần ba. Kim xà phu nhân gật đầu. Đúng vậy. Lão thân chẳng qua học được ở ông ấy một phần ba võ công. Nhưng người đã học hết toàn bộ xem ra ý định thu đồ đệ của lão thần đã bất thành rồi. Đinh Tiểu Nam nghiêm nghị, thực ra là chẳng dám giấu, bất kỳ trong tình huống nào, tại hạ cũng không thể phản bội sư môn mà đầu nhập nơi khác. Kim xà phu nhân mặt biến sắc mấy lượt, cắn răng nói. Mặc dù người đã học hết toàn bộ võ công của độc cô khách, nhưng hiện giờ bất quá chỉ biết được khẩu quyết, hắn còn cách ứng dụng rất là xa. Đinh Tiểu Nam khiêm tốn. Cho nên tài hạ không thể nào bị kịp với phu nhân. Kim xà phu nhân hậm hực. Độc cô khách gớm thật. Tuy không can thiệp vào việc của lão thần, song lại truyền thụ hết toàn bộ võ học cho người, dùng người để khắc chế lão thần. Đinh Tiểu Nam kinh hoàng. Phu nhân hiểu lầm rồi. Ông ấy không phải có ý như vậy. Kim xà phu nhân như là không nghe, vẫn tiếp tục nói nhưng ông ấy đã lầm. Ít ra, ông ấy cũng phải biết, kim xà thần công, độc môn tu luyện của lão thần, không hề nằm trong sở học của ông ấy. Hơn nữa, hiện nay người vẫn chưa phải là đối thủ của lão thần. Vừa nói, vừa từng bước sấn tới. Đinh Tiểu Nam từng bước thoái lùi kêu lên. Phu nhân, phu nhân định làm gì? Kim xà phu nhân cười khảnh khách. Độc cô khách đã tính toán sai lầm trên cõi đời này, có người thì không có tà, lão thân phải lấy mạng người. Đinh Tiểu Nam tức giận. Phu nhân, phu nhân nên suy nghĩ kỹ lại, tại hạ. Không để cho chàng dứt lời, kim xà phu nhân phất tay áo, một luồng ánh sáng vàng bay ra, phủ chụp lên đầu của Đinh Tiểu Nam. Bạch Hà Thanh hét lớn. Phu nhân, không được. Đinh Tiểu Nam gom hết toàn lực phóng ra bà chiều hùng hiểm, xong diễn biến quá nhanh trong chớp mắt chỉ thấy Đinh Tiểu Nam đã bị chế ngự dưới ngũ chỉ của Kim Xà Phu Nhân không còn khả năng chống cự nữa Bạch Hà Thanh hét lớn sư huynh tu người lao bổ tới Xong nàng đã chụp hụt Đinh Tiểu Nam đã bị Kim Xà Phu Nhân nhấc bay lên cao chỉ mấy cái tung mình đã mất dạng Bạch Hà Thanh khóc sướt mướt hồi lâu một bàn tay dịu dàng đặt lên vai nàng chỉ nghe Đinh Tiểu Lăng thở dài nói. Tàu tàu, thôi đừng khóc nữa. Bạch Hà Thanh nín khóc, nước mắt giàn ruộng nói. Đinh Muội là đệ tử của Thiên Sơn Lão Nhân, võ công cao cường. Tại sao lại không ra tay giúp lệnh huynh? Đinh Tiểu Lăng nghiêm giọng. Tàu tàu không thể nào trách tiểu muội được. Chẳng còn cách nào hơn. Chỉ trách giao Huỳnh đã nói sai một câu. Nên mới xảy ra điều chẳng may như vậy kỳ thực là tiểu muội dễ thường muốn cho gia huỳnh bị bà ta bắt chỉ vì tiểu muội dù có ra tay cũng chẳng có ích gì trái lại còn gây ra thêm rắc rối bởi trước mắt chúng ta đâu không phải là đối thủ của kim xà phu nhân bạch hà thanh đưa tay lau nước mắt vậy chúng ta phải làm sao đây đinh tiểu lăng nghiêm nghị dĩ nhiên là phải tìm cách giải cứu cho gia huỳnh có thể tiểu muội có cách Bạch Hà Thành nôn nóng. "Vậy Đinh Muội, hãy tìm cách nhanh lên." Đinh Tiểu Lăng ngẫm nghĩ một lát, đoạn nói: "Thế này vậy, trước hết chúng ta phải gặp một người, nhưng Tẩu Tẩu cũng phải ưng thuận tiểu muội một điều." Bạch Hà Thành vội nói: "Bất luận điều gì, Đinh Muội cứ việc cho biết." Đến lúc ấy, xin Tẩu Tẩu hãy thừa nhận là đã kết hôn với gia Huỳnh rồi. Bạch Hà Thanh đỏ mặt. Vậy làm sao được chứ? Đinh Tiểu Lăng nghiêm túc. Ngộ biến phải tùng quyền. Tàu Tàu chẳng những phải thừa nhận là đã kết hôn mà còn phải nói là đã có màng nữa. Bạch Hà Thanh thẹn thùng cúi gầm mặt. Điều ấy, điều ấy tôi không thể nào mở miệng nói được đâu. Đinh Tiểu Lăng dậm chân. Không nói được cũng phải nói bằng không tiểu muội chẳng còn cách nào để mà cứu được Giao Huỳnh. Cuối cùng Bạch Hà Thành đành khẽ gật đầu. Đinh Tiểu Lăng hài lòng. Giờ chúng ta đi thôi. Đoạn quay người phi thân đi trước. Bạch Hà Thành cũng nói gót theo sau, phi thân xuống mạc Càn Sơn. Chẳng bao lâu, hai người đã xuống đến chân núi mạc can Lúc này trời đã rất khuya, bốn bề tĩnh lặng. Bạch Hà Thanh trao chặt mày nói. Đinh Muội, chúng ta đi tìm ai? Đinh Tiểu Lăng thở dài. Lúc đầu thì Tiểu Muội định đi tìm gia sư. Bạch Hà Thanh vui mừng. Lệnh sư Thiên Sơn Lão Nhân thần công cái thế. Được sự giúp đỡ của Lão Nhân gia ấy, hẳn nhiên là sẽ cứu được Đinh Tướng Công. Không biết Lão Nhân gia ấy có ở gần đây chăng? Đinh Tiểu Lăng khẽ thở dài. Gia sư tuy không có ở gần đây, song cũng chẳng xa lắm, rất dễ tìm gặp. Nhưng có điều dù có tìm được lão nhân gia ấy, e rằng cũng chỉ vô ích, chưa chắc đã cứu được Giao Huỳnh. Bạch Hà Thành luống cuống. Vậy thì phải làm sao? Dĩ nhiên là phải tìm người khác rồi. Bạch Hà Thanh thở dài. Biết tìm ai đây? Ai có thể chế ngự được kim xà phu nhân? Không sai, vấn đề chính là ở đó, ai có thể chế ngự được Kim Xà phu nhân. Theo tiểu muội biết thì chỉ có một người, đó là Độc Cô khách. Bạch Hà Thành nhíu mày, ông ấy không có nơi trú ngụ nhất định, biết ở đâu mà tìm. Hơn nữa nghe đâu ông ấy đã thề là không bao giờ gặp mặt Kim Xà phu nhân nữa, chỉ sợ dù có tìm được ông ấy cũng chỉ vô ích mà thôi. Đinh Tiểu Lăng cười, ít ra chúng ta cũng phải thử xem sao. Trước hết, chúng ta cần phải tìm gặp ông ấy. Tuy chúng ta chẳng dễ gì tìm gặp ông ấy, nhưng có người có thể làm được việc này. Vừa nói vừa tiếp tục bước đi. Bạch Hà Thanh cũng cất bước theo sau, sốt ruột nói. Người nào vậy chứ? Hào hán trong giới lục lâm, Giao Huynh là anh em kết nghĩa với mình chủ của họ. Nếu sử dụng lực lượng của họ nhất định sẽ dễ dàng tìm được độc cô khách. Bạch Hà Thanh dầu dĩ. Nếu mà khi tìm gặp mà ông ấy không bằng lòng thì sao? Đinh Tiểu Lăng cười gượng. Nếu vậy thì phải dùng đến cách mà Tiểu muội đã đề nghị với Tàu Tàu. Bảo Tàu Tàu đã thành thân với Gia Huỳnh và đã có mang. Có thể ông ấy sẽ bằng lòng. Bạch Hà Thanh lắc đầu thở dài. Tôi thấy cách đó hy vọng rất là mong manh. Dù thế nào thì chúng ta cũng phải thử xem. Đoàn thả bước phóng người nhanh đi. Chẳng bao lâu hai người đã đến một thị trấn. Vào một cửa hàng mua hai bộ quần áo may sẵn. Rồi mua thêm một cái túi to và một con lửa. Bỏ đầy đá vào bên trong túi để trên lưng lửa. Nhìn qua nặng trình trịch như là vàng bạc vậy. Hai người giả dạng thành người thành thị về quê thăm thân nhân kéo theo chú lửa đi về miền quê hoang vắng khi mà hai người đi ngang qua một khu rừng bỗng trong rừng bay ra một mũi tên to một hán tử khinh trang tay cầm đoàn đào đột nhiên từ trong rừng phóng ra đứng cản trước mặt hai người và quát lớn hãy dừng ngay lại đinh tiểu lăng nhẹn miệng cười có việc gì vậy hắn từ nọ ngạc nhiên quét mắt nhìn hai nàng nói Việc gì hả? Chả lẽ các ngươi không biết địa ra đây là làm nghề gì sao? Mà tại sao các ngươi không chút sợ hãi? Thật là hiếm thấy. Đinh Tiểu Lăng cười. Cũng là người với nhau, có gì mà phải sợ chứ? Hắn từ nọ cười gần. <laughs> Khỏi nói nhiều, hãy để lại lừa và vật trên lưng nó. Tha cho các người đi, bằng không. <laughs> Đinh Tiểu Lăng thảm nhiên cười. Bằng không thì sao nào? Hắn từ nọ tức giận. Sao? Thì các người cũng biết đấy. Đó là giữ luôn cả hai người. Đinh Tiểu Lăng vẫn thảm nhiên cười. Vậy ra các vị bằng hữu là trong giới lục lầm chứ gì? Hắn từ nọ quát. Khỏi cần nói chuyện tình cảm. Cứ gọi đại gia là cường đạo hay là thổ phỉ cũng được. Hôm nay các người kể như là đã bị sao hùng chiếu mạng. Đến hồi mặt vận rồi. Đinh Tiểu Lăng vỗ tay cười. Hoàn toàn tương phản. Chúng tôi cũng đang định đi tìm cường đạo thổ phỉ đây. Hắn từ nọ trừng hừng. Cái con nhãi này dường như bị loạn thần kinh rồi. Đinh Tiểu Lăng cười. Thần kinh của tôi hoàn toàn bình thường. Các hạ chỉ cần nhìn xem cái túi kia đựng vật gì thì rõ ngay. Hắn từ nọ vô cùng thắc mắc, xong chẳng chút trần trừ, phung đào phạt ngang. Nhưng nghe tiếng lộp cộp liên hồi, một đống đá lớn rời ra. Hắn từ nọ điền tiết. Hay nhỉ? Các người dở cho quái quỷ gì thế này? Có lẽ đã chán sống, nên mới đến đây để trêu gẹo địa già. Hôm nay, nhất định địa già phải lấy mạng các người. Vùng vẩy đoàn đào nhằm vào đinh tiểu lăng bổ tới. Đinh Tiểu Lăng tức giận nạt Người quả là quân chó má đùi mù Lại dám động thủ với bổn cô nương Tung chân phóng ra một cước Đá vào cổ tay phải cầm đao của hán tử nọ Những nghe kèm một tiếng Đoàn đao của hán tử nọ Đã vụt khỏi tay phải bay đi Rơi xuống xa ngoài mấy trượng. Còn hán tử nọ Thì ôm lấy cánh tay phải Bậm môi đau đớn Đinh Tiểu Lăng quát Giờ người còn hành hung nữa chẳng hắn từ nọ tái mặt. Nhị vị cô nương, định tâm đến đây gây sự phải không? Đinh Tiểu Lăng phỉ cười. Đúng vậy, bổn cô nương chính là đến đây gây sự đấy. Nhưng không phải là gây sự với người. Hắn từ nọ ngẩn người. Chẳng hay cô nương định gây sự với ai? Đinh Tiểu Lăng nghiêm giọng Gây sự với minh chủ của các người, đại lực ôn thần, quách bá thiền hắn từ nọ thẻ lưỡi. Cô nương đừng nói khoác. Tại hạ tuy là bại trong tay cô nương, nhưng đối với mình chủ lục lâm bọn này, cô nương hắn còn kém xả. Đinh Tiểu Lăng đành mặt. minh chủ của các người có chăng đã có truyền dụ cho các người biết có một người tên là Đinh Tiểu Nam. Hắn từ nọ liền tiếp lời. Đinh Thiếu Hiệp là anh em kết nghĩa với mình chủ chúng tôi và cũng là nhị gia của chúng tôi. Cô nương hỏi để làm gì? Đinh Tiểu Lăng cười nhạt. <cười> để làm gì à? Cho người biết, Đinh Tiểu Nam chính là Giao Huỳnh. Đoàn chỉ vào Bạch Thanh Hà nói tiếp. Còn đây là tẩu tẩu của tôi. Hắn từ nọ sững sở người. Cái gì? Có thật vậy chăng Đinh Tiểu Lăng cười khoay Người là cái thá gì mà hỏi như vậy? hắn là gần đây các ngươi có phần đà sao còn chưa chịu đi bẩm báo đi hắn từ nọ như là sực tỉnh vỗ lên trán nói à, đúng đúng vậy tiểu nhân xin dẫn đường đoạn dạo bước phóng đi trước đinh tiểu lăng và bạch hà Thanh theo sau chẳng bao lâu đã đến trước một sơn trại giản dị hắn từ nọ chững bước hồn hển nói nơi đây chính là phân đà thiên mục để tiểu nhân Đinh Tiểu Lăng khoát tay cười. Ờ, thôi được rồi, người hãy mau vào bẩm báo, gọi đương gia của phân đà các người ra đây, chúng tôi ở đây chờ. Hắn từ nọ gật đầu lìa lịa, đoàn chạy nhanh vào sơn trại. Lát sau, những thấy một đại hán tuổi trạc ngũ tuần xài bước từ trong sơn trại đi ra. Đại hán nọ thân hình vạm vỡ, theo sau có mười mấy hán tử khinh trang, thoáng chốc đã đến trước mặt. Chỉ thấy Đại Hán Nọ ra chiều xúc động nói ờ, cho xin hỏi, vị nào là phu nhân của nhị giả? Đinh Tiểu Lăng cười khúc khích người này đây Vừa nói vừa chỉ Bạch Hà Thành Bạch Hà Thành không tiện thừa nhận Xong lại chẳng thể phủ nhận Nhất thời đỏ mặt tía tài, cúi gầm mặt xuống Đại Hán Nọ vội cùng kính thị lễ Đầu lĩnh phân đạt thiên mục giới lục lầm cử chào phi long tôn hạ vũ xin tham kiến nhị phu nhân bạch hà thành biện lén tôn đương gia miễn lễ Cửu chào phi long tôn hạ vũ lại quay sang đinh tiểu lăng cũng cung kính thi lễ và nói tham kiến đình cô nương đinh tiểu lăng cười khúc khích đáp lễ và nói hôm nay đã phải làm phiền đến tôn đương gia quả thực ờ không chờ nàng dứt lời, Tôn Hạ Vũ lại vội xua tay lìa lịa nói. Đình cô nương nói gì lạ vậy? Minh chủ chúng tôi đã có truyền dụ cho toàn thể giới lục lầm. Chỉ cần nhị già có điều trị dạy bảo, dù phải dẫn thân vào rổ sôi lửa bỏng, muôn thác cũng không tử nan. Nhị vị, một là nhị già phu nhân, một là em gái của nhị già. Đương nhiên, cũng như là nhị già thân hành đến đây. Bất luận có việc gì, Xin cứ việc dặn bảo. Đinh Tiểu Lăng thở dài. Thật là quý hóa. Các vị đã đầy nghĩa khí như vậy. Tiểu nữ xin đa tại trước. Tôn nương gia có biết minh chủ của các vị hiện đang ở đâu chẳng? Tôn Hạ Vũ kinh ngạc. Đinh cô nương đinh tìm minh chủ chúng tôi. Hắn là đã xảy ra việc trọng đại. Đinh Tiểu Lăng đảo mắt nhìn quanh. Đoạn nói. Việc này cũng không cần dấu diếm tôn đường ra. Giao hình đã bị kim xà phu nhân bắt mang đi rồi. Tôn Hạ Vũ suýt nữa đã nhảy dựng lên. Cái gì? Thật vậy ư? Ừ. Nhị già đã gập nạn rồi ư? Ừ. Đinh Tiểu Lăng nghiêm chỉnh Nếu không thì chúng tôi đâu có đến đây mà tìm tôn đường ra. Tôn Hạ Vũ gãi đầu. Nếu nhị già, quả thực đã bị kim xà phu nhân bắt đi. Chị em minh chủ chúng tôi cũng đành chịu bó tay đinh tiểu lăng gật đầu ờ, cái đó thì tôi biết tôi tìm minh chủ các vị không phải là nhờ ông ấy giải cứu cho gia huỳnh tôn hạ vũ hơi ngạc nhiên vậy đinh cô nương định chỉ cần ông ấy sử dụng tất cả bằng hữu trong giới lục lầm điều tra tung tích của một người tôn hạ vũ sốt sáng à, vậy thì dễ dàng thôi chẳng uh, giấu gì vị cô nương. Kể chi là điều tra một người, dù là một con kiến ở tận trần trời thì cũng tìm ra được. Mà đinh cô nương muốn tìm kiếm người đó thì có ích lợi gì? Đinh Tiểu Lăng mỉm cười. Uh, dĩ nhiên là người đó có thể cứu được Gia Huỳnh. Người đó là ai vậy? Có thể là Tô Nương Gia cũng không biết người này. Ông ấy có tên là Độc Cô Vân, người ta gọi là độc cô khách. Ông ấy quá là có thể cứu được nhị gia thật ư? Nghe đầu Kim Sa Phu Nhân là người có võ công lợi hại nhất hiện nay kia mà. Đinh Tiểu Lăng không muốn giải thích, bèn trầm giọng nói. Tôn giá khỏi phải lo, chỉ cần cho biết bằng cách nào tìm được vị minh chủ các vị thôi. Tôn Hạ Vũ vỗ chán. <laughs> Đúng rồi, tại hạ thật là đáng chết. Đoàn thi lễ với Đinh Tiểu Lăng và nói tiếp. Cái này thì dễ. Chỉ cần sử dụng phi vũ truyền thử thì có thể tìm được minh chủ một cách nhanh chóng. Nhưng có điều không biết ông ấy có ở cách xa đây hay không. Nếu xa thì trong nhất thời không thể đến ngày được. Đinh Tiểu Lăng trầm ngầm. Ờ không sao. Chỉ cần viết rõ trên vũ thư. Nhóm ông ấy tức khắc điều tra tông tích của độc cô khách. Khi nào có tin tức thì hãy dùng phương pháp nhanh nhất thông trì cho chúng tôi là được. Vậy thì dễ thôi, tại hạ lập tức đi ngay. Tôn Hạ Vũ gãi đầu nói tiếp, "Còn nhị phu nhân và đinh cô nương." Đinh Tiểu Lăng cười gượng, "Xem ra đành phải làm phiền Tôn Đường ra. chúng tôi ở tạm đây vài hôm vậy." Tôn Hạ Vũ sốt sáng, nhị phu nhân và đinh cô nương ở tại tiểu trại đó là niềm vinh hạnh cho tài hạ có điều tiểu trại quá đơn sơ chỉ sợ nhị phu nhân và đinh cô nương không quen đinh tiểu lăng cười khẳng khái chúng tôi cũng là người lan lộn trên trốn giang hồ dãy gió dầm sương là lẽ thường có được nơi tránh gió che mưa là đã khá lắm rồi tôn hà vũ mừng rỡ vậy thì xin mời nhị phu nhân và đinh cô nương Thế là Đinh Tiểu Lăng và Bạch Hà Thanh đi vào phân đà thiên mục. Cựu trào phi lăng Tôn Hạ Vũ vội vàng sai người quét dọn sạch sẽ thượng phòng, mời hai người trú lại. Rồi còn mướn thêm vài bộc phụ nhà hoàn để mà phục hầu. Đồng thời, viết rất rõ việc Đinh Tiểu Nam bị bắt giữ và Đinh Tiểu Lăng cần tìm độc cô khách rồi dùng phi vũ chuyển đi. Qua hôm sau thì nhận được thư trả lời của đại lực ôn thần Quách Bá Thiên trong thư viết hết sức là xúc động, đã dùng phi vũ truyền thư thông chi cho khắp thiên hạ lục lầm. Động viên hết toàn lực ngày đêm không ngừng tìm kiếm tung tích của độc cô khách. Đồng thời còn nói rõ, trong vòng bao hôm sẽ đến phân đà thiên mục để gặp Đinh Tiểu Lăng và Bạch Hà Thành. Đinh Tiểu Lăng cảm thấy nhẹ người, đoạn yên tâm ở lại trong sơn trại vài hôm. Qua hai hôm nữa, Quách Bá Thiên quả nhiên dẫn theo bốn tùy tùng về đến phân đà thiên mục. Chỉ thấy ông ta bụi bám đầy mặt, hao gầy đi khá nhiều, chứng tỏ đã phải đi đường suốt cả ngày lẫn đêm. Đinh Tiểu Lăng cảm kích nói, Quách đại ca nhiệt tâm đến vậy, chúng tiểu muội. Quách bá thiên là lớn, nói vậy khác nào là mắng chửi quách mỗ. Việc của bái đệ quách mỗ cũng chính là việc của quách mỗ. Nếu không cứu được về thì quách bá thiên này sẽ rút đào tự vẫn. Đoạn quay sang Bạch Hà Thanh cười ngượng nghịu nói tiếp. Bái đệ của quách mỗ cũng tệ là thật. Việc hôn nhân đại sự tại sao không tin cho quách mỗ hãy biết. Nhưng do bởi việc Đinh Tiểu Nam bị bắt nên quách bá thiền cũng chỉ hỏi vậy rồi bỏ qua. Đinh Tiểu Lăng nôn nóng hỏi. Quách đại ca, thế đã có tin tức gì về độc cô khai Trừ?" quách bá thiên lắc đầu nhưng có vẻ quả quyết bây giờ thì chưa nhưng quách mỗ đã đồng viên toàn bộ giới lục lâm tìm kiếm độc cổ khách có lẽ nội trong một hai hôm nhất định sẽ có tin tức đinh tiểu lăng vui mừng vậy thì xin đa tạ quách đại ca quách bá thiên lắc đầu ngoại ngoại nhớ là từ này đừng nói tiếng cảm tạ nữa không thì quách mỗ sẽ buồn đấy Đinh Tiểu Lang cười. Được rồi, từ nay Tiểu Muội sẽ không nói nữa. Thế là Quách Bá Thiên cũng ở lại trong phân đà thiên mục, chờ đợi tin tức. Liên tiếp mười mấy ngày đi qua, vũ thư của các phân đà khắp nơi đều tấp tới bay đến phân đà thiên mục. Xong ngoài việc báo cáo tình hình tìm kiếm, vẫn chẳng có tin tức gì về độc cô khách. Quách Bá Thiên vô cùng sốt ruột, hôm nào cũng dậm chân chửi mắng Kim Sà Phu Nhân và những thủ hạ vô dụng. Mấy phen định truyền thử, huy động toàn bộ hào kiệt giới lục lầm kéo đến đòi kim xà phu nhân thả Đinh Tiểu Nam. Xong lần nào cũng bị Đinh Tiểu Lăng khuyên ngăn. Bởi làm như vậy thì chỉ có chuốc lấy cái chết chứ chẳng có ích lợi gì. Đinh Tiểu Lăng và Bạch Hà Thành càng nấu cả ruột gan. Xong hai người suy đi nghĩ lại, ngoại trừ tiếp tục chờ đợi già, chẳng còn cách nào hơn nữa. Ngày trôi qua thật nhanh, thấm thoát 20 ngày nữa cũng đã lại trôi đi. Các phân đà khắp nơi hàng ngày đều có vụ thư chuyển tới, song vẫn chưa có tin tức gì về độc cổ khách. Hôm ấy, đã là một tháng sau, Bạch Hà Thanh và Đinh Tiểu Lăng cứ loanh quanh trong phòng. Trời đã về khuya, trong sơn trại im phăng phắc, bỗng có một giọng nói thấp trầm vang lên. Lăng nhi, con có ở đây không? Đinh Tiểu Lăng nghe tiếng thì mừng rỡ, vội xô cửa phòng ra và cất tiếng nói. Sư phụ, đồ nhi có đây. Thì ra người ấy là Thiên Sơn Lão Nhân. Chỉ thấy một cái bóng xanh nhỏ thó lướt nhẹ vào phòng. Đinh Tiểu Lăng vội khum núm khấn cầu nói. Đệ tử xin tham kiến sư phụ. Bạch Hà Thanh cũng vội thị lễ. Kính chào lão tiền bối. Thiên Sơn Lão Nhân mắt sáng quắc nhẹ vuốt bộ dâu dê rồi nói. bất tất đả lễ. Làng nhỉ, tại sao đến đây cả tháng trời mà không tin cho sư phụ biết vậy? Đinh Tiểu Lăng ấp úng. Thì đồ nhi tưởng đâu lão nhân ra trở về Thiên Sơn rồi chứ? Thiên Sơn lão nhân sẵn giọng Sư phụ chẳng đã hẹn với con là gặp nhau tại Kim Lăng hay sao? Đinh Tiểu Lăng phân trần. Nhưng mà lão nhân già cũng có bảo là nếu ba hôm không thấy đồ nhì, thì sư phụ sẽ trở về Thiên Sơn trước kia mà. Thiên Sơn lão nhân mỉm cười. Không sai, sư phụ đã có nói như vậy. Thế nhưng lẽ ra đồ nhì cũng nên đến gặp sư phụ mới phải chứ. Bởi vì sư phụ có mỗi mình đồ nhì mà thôi. Đinh Tiểu Lăng nhào vào lòng của Thiên Sơn lão nhân, nũng nịu. Sư phụ giận à? À, sư phụ giận rồi đấy. Ngưng dây lát lại nói, ca ca của con đã bị kim xà phu nhân bắt rồi phải không? Vâng, đệ tử đang lo lắng về việc ấy ạ. Thế tại sao không chịu đi tìm sư phụ? Đinh Tiểu Lăng ngậm ngừng. Vì... vì... Thiên Sơn Lão Nhân cười nhạt. <cười> Người không nói thì uh, sư phụ cũng biết. Người cho là sư phụ không phải là địch thủ của kim xà phu nhân, nên là tìm sư phụ cũng vô ích. Có đúng hay không? Đinh Tiểu Lăng vội nói, không, sư phụ hiểu lầm rồi. Thiên Sơn Lão Nhân nhắc, sư phụ hiểu lầm cái gì nào? Có lẽ sư phụ chưa biết, độc cô khách là... Thiên Sơn Lão Nhân cười phá lên, cái đó có lẽ sư phụ còn hiểu rõ hơn cả đồ nhỉ Đinh Tiểu Lăng kinh ngạc Sư phụ Thiên Sơn Lão Nhân nhàn miệng cười Chính vì biết độc cô khách ở đâu Nên sư phụ mới đến đây Đinh Tiểu Lăng mừng rỡ Thật ư Ông ấy đang ở đâu vậy Thiên Sơn Lão Nhân vội nói Khẽ chữ Ông ấy ở trên núi vô lượng Để sư phụ đưa con cùng đi Đinh Tiểu Lăng hầm hở. Vậy thì hay quá, để đệ tử đi báo cho quanh minh chủ biết, rồi chúng ta đi ngay. Thiên Sơn Lão Nhân lắc đầu. Không, tốt hơn là chúng ta hãy đi trong âm thầm, đừng cho ông ta biết. Dọc đường cũng đừng để cho người giới lục lầm phát giác. Còn có hiểu ý của sư phụ không? Đinh Tiểu Lăng lắc đầu. Đệ tử không hiểu ạ. Thiên Sơn lão nhân cười. Quách bá thiền tuy là người nặng tình nghĩa, song tính của y quá nóng nảy. Hắn sẽ kèn chống rình ràng ầm ý cả lên. Vậy thì chẳng ích lợi gì đâu. Đinh Tiểu Lăng gật đầu. Sư phụ nói rất đúng. Để sau này hắn tính giải thích với ông ấy vậy. Đoạn quay sang nhìn Bạch Hà Thành, Bạch Hà Thanh khẽ gật đầu, nhưng có vẻ lo âu nói đã hơn một tháng trời bị Kim Sà Phu Nhân bắt giữ. Nhưng mà chắc là bà ta sẽ không sát hại đâu. Vì Kim Sà Phu Nhân vẫn còn thương tiếc cái mảnh Mỹ Ngọc ấy, chưa từ bỏ ý định thu Đinh Tiểu Nam làm độ đệ đầu. Đinh Tiểu Lăng tiếp lời. Bà ta cũng chỉ hoang tưởng mật hủi. Giao huynh đã được độc cô khách truyền thụ cho toàn bộ võ học, còn cao hơn cả bà ta nhiều. Làm sao mà bà ta lại làm sư phụ được chứ? Thiên Sơn lão nhân cười. Kim xà thần công của bà ta có thể làm ca ca của con thay đổi quan điểm về bà ta. Dùng thuốc có thể khiến cho ca ca con quên hết mọi sự. Vậy chẳng phải là thu nhận được một đồ đệ nguyên hiền như. Đinh Tiểu Lăng nghiến rằng. Vậy thì nguy to rồi. Giao huynh. Thiên Sơn lão nhân nghiêm chỉnh <laughs> Khỏi lo. Nếu như ca ca con Quả thực là bị chúng phải thuốc mê của bà ta Sư phụ có thể giải cứu được Còn như độc cô khách Dĩ nhiên cũng có thể giải cứu được Đình tiểu lăng Ta hãy đi màu Thuyền Sơn Lão Nhân mỉm cười gật đầu Thế là ba người như quỷ mị Nhẹ nhàng lướt ra khỏi đại trại của Phân đà Thiên Mục Kể cả Quách Bá Thiên Cũng chẳng một ai hay biết Thuyền Sơn Lão Nhân phóng mình đi trước Thoáng chốc đã vượt qua chừng 10 dặm đường Đột nhiên Đinh Tiểu Lăng chứng bước gọi. Sư phụ. Thiên sư Lão Nhân dừng chân lại hỏi. Có việc gì vậy? Đinh Tiểu Lăng trầm ngâm. Sư phụ. Hải nội thất mà hiện còn bốn tên vẫn đang ung dung tự tại. Đệ tử muốn đi tìm chúng để mà báo thù cho sau mối huyết hải thâm thù. Sớm ngày nào, đệ tử mới được yên dạ ngày ấy. Còn về việc đi tìm độc cô khách, chỉ cần tàu tàu con đi cùng sư phụ là được rồi. Tẩu tẩu con hiện đang có màng. Độc cô khách tuy không phải là sư phụ của Gia Huỳnh, song đã chuyển hết võ công cho Gia Huỳnh. Tẩu tẩu con đến khóc van ông ấy. Tất nhiên là ông ấy sẽ không thể nào từ chối được. Thiên Sơn Lão Nhân phỉ cười. <cười> Lặng nhì, con cũng khá là rảnh mạnh đấy. Song con gạt được độc cô khách, chứ không gạt được sư phụ đâu. Tại sao không thẳng thắn nói với sư phụ Đinh Tiểu Lăng đỏ mặt. Sư phụ, chẳng còn cách nào hơn. Chỉ có như vậy, độc cô khách mới động lòng giải cứu cho Giao Huỳnh. Bạch Hà Thanh thẹn thùng cúi gầm mặt. Thiên Sơn Lão Nhân cười. Cũng chẳng hề gì. Lão ô không cười cô nương đâu. Kỳ thực, Lão ô cũng từng là có một lần gặp gỡ với độc cô khách. Có thể trình bày rõ ràng với ông ấy. Cam đoàn, ông ấy sẽ đứng ra giải cứu cho đình tiểu nam. Đinh Tiểu Lăng vội nói Vậy thì rất hay Sư phụ, mọi sự trông cậy vào lão nhân ra Thiên Sơn lão nhân chào mày Nhưng khi sư phụ quay về Thì biết tìm con ở đâu Đinh Tiểu Lăng ngẫm nghĩ Từ đây đến núi vô lượng, đường xa dịu vậy Chẳng hay sư phụ khi nào thì về đến Thiên Sơn lão nhân cười bí ẩn Hổ, màu lắm Sư phụ có cái để mà thay chân. Đinh Tiểu Lăng trao mày. Chẳng hay sư phụ có gì để thay chân. Bỗng vỗ tay đánh đốp và reo lên. À, nhất định là sư phụ có đem theo Thiên Sơn Ngọc Điều rồi. Thiên Sơn Lão Nhân cười rộ. Không sai. Con chim ấy có thể chờ được hai ba người. Cỡ nó đi thì nhanh lắm. Đinh Tiểu Lăng ngẫm nghĩ giây lát, đoạn nói. Ờ, thế này vậy. Nghe đâu quần hùng võ lầm hiện đang tụ tập tại Triệu Dương Bình trên núi Tùng Bách. Khi Giao Huynh được giải cứu, có thể cũng phải đi đến đó. Vậy thì đệ tử sẽ gặp lại sư phụ tại đấy. Thiên Sơn Lão Nhân gật đầu. Cũng được, con đi đi. Đinh Tiểu Lăng nhẹn miệng cười. Sư phụ bảo trọng, tàu đầu bảo trọng. Đoạn quay người phi thân phóng đi vào một buổi sáng khi đinh tiểu lăng đi ngang qua một khu rừng trúc bỗng từ trong rừng một bóng người vọt ra. đinh tiểu lăng thoáng giật mình định thần nhìn kỹ thì ra là lộ văn lan đinh tiểu lăng kinh ngạc hỏi này tàu tàu sao lại có mặt ở đây lộ văn lan đỏ mặt đào mắt nhìn quanh đoạn nói đinh muội gọi bậy bạ gì vậy còn lệnh huynh đầu Đinh Tiểu Lăng đăm mắt nhìn Lộ Văn Lan nói. Lan Tỷ không hay biết thật ư. Ừ. Lộ Văn Lan ngẩn người. Đinh Muội nói vậy nghĩa là sao? Lan Tỷ quả thật không biết là Giao Hình đã bị Kim Xà Phu Nhân bắt giữ rồi sao? Lộ Văn Lan suýt chữ nữa nhảy dựng lên. Thật vậy ư? Ừ. Chả lẽ tiểu muội lại dối gạt Lan Tỷ hay sao? Từ bao giờ? Đinh Tiểu Lăng thở dài. Đã hơn một tháng trời, Kim Xà Phu Nhân là người có võ công cao nhất thiên hạ. Tiểu muội không thể nào giải cứu được cho Gia Huỳnh. Lộ Văn Lan la lớn. Tại sao Đinh muội lại không tìm tôi? Đinh Tiểu Lăng cười chua chát. Tìm Lan Tỷ. Lan Tỷ có cách giải cứu cho Gia Huỳnh ư? Lộ Văn Lan khích động. Cho Đinh muội hay tôi có một viên đoạn hồn xa. Môn ám khí này, nếu tung ra một loạt, dù tiền thánh cũng khó mà tránh được. Tôi vốn định dùng nó để mà đối phó với hải nội thất mà. Nếu dùng để đối phó với kim xà phu nhân, thì cũng có thể giết được bà ta. Nhưng mà tôi hơi cảm thấy tiếc. Đinh Tiểu Lăng trố mắt. Để cứu Giao Huỳnh mà cũng tiếc ử. Lộ Văn Lan sắc mặt thay đổi mấy lượt. Dĩ nhiên là tiếc vì tôi tịnh dùng để mà báo thù mà đinh tiểu lăng bật cười e là chưa chắc đã như vậy chứ sau lúc nãy lan tỷ lại la toáng lên bảo là tại sao muội lại không đi tìm lan tỷ lộ văn lan đỏ mặt tôi chẳng qua chỉ nói vậy mà thôi đinh tiểu lăng cười nếu mà chỉ nói vậy thôi thì không cần phải nói nữa Thế là hai người chìm trong sự im lặng. Chỉ lát sau, Lộ Văn Lan lại ra chiều bồn chồn lo lắng, lúc thì đứng lên, lúc lại ngồi xuống, lúc lại đi đi loanh quanh. Đinh Tiểu Lăng cười hỏi, "Lan tỷ làm sao vậy à Lộ Văn Lan mím mồi "Đinh muội biết Kim Xà phu nhân ở đâu không?" Đinh Tiểu Lăng cười bí ẩn, "Lan tỷ hỏi vậy để làm gì?" Lộ Văn Lan bất đắc dĩ nói. Thì tôi đi tìm bà ta. Đinh Tiểu Lăng cười. Để cứu Gia Huỳnh à? Lộ Văn Lan bĩu môi. Xì, tôi chẳng cứu gì đâu. Tôi hỏi là vì tôi cũng có thù với bà ta mà. Đinh Tiểu Lăng lắc đầu. Thật là đáng tiếc. Tiểu muội chẳng biết bà ta đang ở đâu. Lộ Văn Lan lại đi loanh quanh một hồi đoạn lại nói. Tôi cũng có thể đi tìm được bà ta. Rồi đây tôi sẽ đi tìm. Đinh Tiểu Lăng ngẫm nghĩ lại nói. Tiểu Mội có thể nói một câu thật lòng với Lan Tỷ chẳng? Lộ Văn Lan ngạc nhiên. Đinh Mội nói đi. Đinh Tiểu Lăng nghiêm túc. Nếu Lan Tỷ có tình ý với Giao Hình thì hãy thẳng thắn cho Tiểu Mội biết. Tiểu Mội có thể tìm cách tác hợp cho hai người không thì rất khó mà thành công đấy. Lộ Văn Lan bĩu mồi. Ai mà cần chứ? Đinh Tiểu Lăng cười. Nếu không cần thì uh, thôi, miễn bàn. Nhưng đây là hảo ý của Tiểu muội Lộ Văn Lan sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng bỗng rơi nước mắt. Đinh Tiểu Lăng hốt hoảng nói. Tại sao Lan Tỷ lại khóc? Lộ Văn Lan mím môi nghẹn ngào. Các người, các người hài hiếp tôi quá đấy. Đinh Tiểu Lăng nhăn mặt, ai hại hiếp Lan Tỷ kì chứ? Lộ Văn Lan rằn dỗi, thì hai anh em đã a tòng với nhau, rồi cố tình treo gẹo tôi. Đinh Tiểu Lăng nghiêm chỉnh, đừng lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Giao hình vốn không hề biết chuyện này, Ờ, thành thật mà nói, Tiểu muội đây là vì nghĩ cho Lan Tỷ mà thôi. Lộ Văn Lan thở dài. Vì lẽ gì mà Đinh Muội lại nghĩ cho tôi? Đinh Tiểu Lăng thành thật. Tiểu Muội cũng là phận nữ lưu nên rất hiểu tâm trạng của Lan Tỷ. Nếu mà Lan Tỷ đã yêu Giao Hình thì hãy thẳng thắn mà bày tỏ chẳng hay hơn hay sao. Lộ Văn Lan cúi đầu. Nhưng mà lệnh huynh không có hiểu lòng dạ tôi. Đinh Tiểu Lăng bật cười khúc khích. Chẳng phải là không hiểu, mà vì ngại nói ra đấy thôi. Nếu mà Lan Tỷ thật lòng yêu Giao Huỳnh, thì hãy thẳng thắn nói với Tiểu muội Tiểu muội nhất định sẽ tìm cách tác hợp cho hai người. Kẻo Lan Tỷ ân hận suốt đời đấy. Lộ Văn Lan ngoảnh mặt đi. Đinh muội có cách gì sao? Đinh Tiểu Lăng cười liến thoáng. Vậy có nghĩa là Lan Tỷ đã thừa nhận yêu Giao Huỳnh, bằng lòng làm vợ Giao Huỳnh phải không? lộ văn lan cụp mắt cúi đầu chẳng thốt nên lời đinh tiểu lăng lại cười nói có gì mà phải mắc cỡ chỉ cần lan tỷ gật đầu tiểu muội chịu trách nhiệm lò liệu cho lộ văn lan gặn hỏi đinh muội chắc chắn vậy ừ đinh tiểu lăng quả quyết dĩ nhiên là chắc tiểu muội chấp thuận còn hữu hiệu hơn cả giao hình nữa đấy Lộ Văn Lan đành cắn răng. Tôi, tôi bằng lòng. Đinh Tiểu Lăng hớn hở. Tẩu tẩu, à, nhưng mà Tiểu muội còn quên chưa nói rõ điều này trước. Giao Huỳnh đã đính hôn với hai người vợ rồi đấy. Lộ Văn Lan nhảy dựng lên. Sao? Thì ra Đinh muội định bấn cờ tôi ư? Gia Triều tức giận hầm hầm như là muốn ra tay đánh nhau đinh tiểu lăng hai tay xua lia lịa có gì mà phải làm dữ lên như vậy một người đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường kể cả lan tỷ mới chỉ có bà với một nhân tài như là giao huỳnh thì có gì là đáng kể chứ lộ văn lan tấm tức nhưng mà tôi không thể làm bé được đinh tiểu lăng cười lém lỉnh gì mà làm bé chứ giao huỳnh lấy ba vị phù nhân ai cũng lớn chứ không ai là bé cả. Lộ Văn Lan thở dài. Có lẽ số mệnh của tôi... Thế hai người kia là ai? Một người là do Giao Huynh tự ý đính hồn, tên là Liễu Tầm Mỹ. Còn người kia nữa tên là Bạch Hà Thành. Lộ Văn Lan bạm mồi. Thôi được, kể như số mệnh của tôi phải vậy. Đành chấp nhận chứ biết làm sao được. Đinh Tiểu Lăng cười. Gia sư đã đưa Bạch Hà Thanh tàu tàu đi tìm độc cô khách rồi. Lộ Văn Lan kinh ngạc. Người đó là tình phu của Kim Sà Phu Nhân phải không? Có tìm được ông ấy chẳng? Đinh Tiểu Lăng khẽ gật đầu. Đúng vậy, chính là tình phu của bà ta. Gia sư đã biết ông ấy ở trên núi Vô Lượng. Hiện giờ có lẽ đã đến nơi rồi. Lộ Văn Lan hết sức lấy làm lạ. Núi vô lượng xa xôi hàng vạn dặm, sao đến nhanh quá vậy? Đinh Tiểu Lăng cười đắc ý. Ờ, giả sử có một con chim điều để mà thay chân, ngay bay vạn dặm, dĩ nhiên là đến nhanh rồi. Lộ Văn Lan mừng cười. Nếu mà thỉnh được độc cổ khách, thì việc giải cứu lệnh huỳnh sẽ dễ dàng thôi. Đinh Tiểu Lăng gật đầu. Đúng vậy, giả sử nhất định sẽ thỉnh được ông ấy như thế chẳng những là cứu được giao huỳnh mà có thể tiêu diệt được tam cung thất mà thiên hạ sẽ được thái bình hai người im lặng một hồi lộ văn lan bỗng nói đinh muội quả thực là không biết kim Xà phu nhân ở đâu ừ đinh tiểu lăng lắc đầu tiểu muội quả thật là không biết nhưng mà nếu muốn tìm thì cũng dễ thôi lộ văn lan ngạc nhiên Tại sao lại dễ? Thì chỉ cần tìm một người trong giới lục lâm nhờ họ dò tìm dùm. Nhưng mà có điều sẽ gây ra nhiều phiền phức. Bởi vì tiểu muội vừa mới rời khỏi vị minh chủ lục lâm quách bá thiền. Thế là nàng bèn tường thuật lại với lộ văn làn, đoạn lại nói. Kỳ thực thì hiện nay chúng ta có đi tìm kim xà phu nhân cũng chẳng làm gì được. Chỉ bằng chờ gia sư tìm được độc cô khách rồi hẵng đi cứu già Huỳnh, chẳng phải dễ như chờ bàn tay ư. Ừ. Hà tất, chúng ta lại mạo hiểm đi ngay bây giờ. Lộ Văn Lan thở dài. Thôi được, chúng ta không đi tìm Kim Sà Phu Nhân, nhưng... À mà đúng rồi, chúng ta hãy đến Triều Dương Bình, núi Tùng Bách vậy. Đến đó để làm gì? Lộ Văn Lan nghiêm nghị. Kim Sà Phu Nhân truyền xuất Kim Sà Lệnh định tiêu diệt võ lâm giang hồ. Quân chúng võ lâm hiện đã tề tụ tại triều dương bình trên núi tùng bách. Chúng ta đến gia nhập với họ, chẳng phải là rất tốt tử. Đinh Tiểu Lăng lắc đầu. Lan Tỷ thì đi được rồi, còn Tiểu Muội không thể đến đó được. Lộ Văn Lan ngạc nhiên trố mắt. Vì sao vậy? Thì gia sư huynh từng có sự hiểu lầm với trưởng môn thiếu lầm Đại Nguyên Hòa Thượng bởi người truyền kim sa lệnh chính là Giao Hình. Đại Nguyên Hòa Thượng đã xem Giao Hình là người của Kim Sa Cung. Lộ Văn Lan trao mày. Điều này trong tương lai sẽ khó mà giải thích được. Đinh Tiểu Lăng cười nhạt. Cũng chẳng có gì là khó giải thích. Chỉ cần họ biết vụ ở Hải Nội thất mà thảm sát Bạch Vân Sơn Trang. Mà lại biết Giao Hình là hậu duệ của Bạch Vân Sơn Trang thì sẽ rõ hết sự việc Bởi vì Kim Sà Phu Nhân đã cấu kết với Hải Nội Thất Mà Lộ Văn Lan gật đầu Vậy cũng đúng Nhưng Đại Nguyên Hòa Thượng vì sao lại hiểu lầm cho Lệnh Huynh Đinh Tiểu Lăng bực tức Đó là Đại Nguyên Hòa Thượng đã cố ý như vậy Ông ta cho rằng bất luận thật hay giả Chỉ cần bắt được Giao Huynh là có thể uy hiếp Kim Sà Phu Nhân lại nữa đại nguyên hòa thượng liên thủ với hồng thái phu nhân chống lại kim xà phu nhân vì giao huỳnh thoạt tiền là người của hồng thái phu nhân nhưng đại nguyên hòa thượng không ngờ kim xà phu nhân lại bắt giam hồng thái phu nhân lộ văn lan thở dài kim xà phu nhân truyền xuất kim xà lệnh với ý đồ tranh bá võ lâm nhưng không ngờ lại liên tiếp gặp phải nhiều điều bất ý như vậy như thất ma đã mất đi bà sóng gió và hoa mai kiếm phổ không hợp tác được với Hồng Thái, Hàn Nguyệt Nhị Cung đã làm trì hoãn cuộc tranh bá võ lâm của bà ta. Đinh Tiểu Lăng bỗng hỏi, Lan Tỷ chẳng phải định đi đến Triều Dương Bình sao? Lộ Văn Lan lắc đầu, Đinh Muội đã không đi được thì tôi còn đi làm gì nữa? Vậy thì làm sao đây? Lộ Văn Lan bỗng phỉ cười dễ thôi, chúng ta cứ thư thả dòng trời. Một mặt chú ý nghe ngóng về động tĩnh của quần chúng tại Triều Dương Bình. Mặt khác, nghe ngóng tin tức về Kim Sà Phu Nhân trong thời gian chờ đợi lệnh sử. Đinh Tiểu Lăng hớn hở. Hay, ý kiến rất là hay. Chúng ta có thể vui chơi thỏa thích trong hai hôm. Bởi gia sư cưỡi quần Ngọc Điều, tuy là khứ hồi vạn dặm, song có thể tối đa cũng chỉ mất hai hôm là về đến lộ văn lan cũng ra chiều phấn khởi càng nhanh càng tốt chúng ấy, hãy tìm nơi nào ăn uống trước đã đi đinh tiểu lăng hầm hở được thành an nam ở gần đây chúng ta hãy đến đó đi thế là hai người vui vẻ đi về hướng thành an nam